Hi, xin chào các bạn. Chào mừng bạn đã quay trở lại với Freelance Man, kênh của một người tự do chia sẻ về công việc và cuộc sống tự do của mình. Trong vlog ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với bạn một dự án thiết kế chữ mà mình đã thực hiện. Đây là một dự án nhỏ nằm trong một cái dự án lớn hơn mà bọn mình đã theo đuổi trong gần 2 năm. Đó chính là dự án phim tài liệu Đoạn Trường Vinh Hoa. Đoạn Trường Vinh Hoa là một bộ phim tài liệu được xây dựng theo tinh thần hướng tới phong cách tài liệu điện ảnh trực tiếp. Phim là hành trình theo chân một gánh cải lương tuồng cổ hiếm hoi còn sót lại, rong ruổi qua các đình làng cổ miếu ở các tỉnh miền Tây để biểu diễn vào các dịp lễ kỳ yên ở trong năm. Trong quá trình mà thực hiện tác phẩm thì bọn mình được đồng hành trong cuộc sống hàng ngày của nhân vật, những hình khắc mà họ trên sân khấu, những cái hồi ức, những cái kỷ niệm cũng như là những cái câu chuyện mà họ chia sẻ với bọn mình. Có một hôm thì đang ngồi nói chuyện rất là bình thường như này thì cô Ba lại cho bọn mình xem một cái album ảnh mà chụp từ ngày xưa ấy. Trong đấy thì có rất là nhiều những cái hình ảnh cũ mà được chụp từ rất lâu rồi. Có ảnh của cô này, ảnh chị Hai, hoặc là ảnh của các nghệ sĩ cải lương từ ngày xưa ấy. Chiêu Huy đóng vai ông Địa à. Chiêu Huy Phương Anh à. Trong khi mà đang lật dở để xem cái album đó thì bọn mình bất ngờ bị thu hút vào một cái bức ảnh. Nó rất là đơn giản. Ở trong đấy thì chỉ toàn chữ là chữ thôi và có rất là nhiều màu sắc, rất là rực rỡ. Và khi mà nhìn kỹ ra thì hóa ra đấy là một cái phướn mà họ vẽ để họ dựng tại cái điểm biểu diễn. Tất cả những cái con chữ đấy thì đều được vẽ bằng tay và được xử lý thủ công. Và tự nhiên mình lại cảm thấy là nó có một cái tính thời đại ở trong đấy. Trông nó rất là xưa cũ. Mình không nghĩ là những cái chữ màu xanh đỏ một cách thủ công và nhảy nhót ở trong cái khung hình đó lại thu hút bọn mình đến như vậy. Và ngay lúc đấy thì bọn mình đã nghĩ trong đầu là tuyệt quá, tại sao mình lại không dùng cái chất liệu này. Một cái chất liệu mà nó có tính thời đại, nó xuất hiện trong cái quá trình mà mình thực hiện tác phẩm. Thế thì nó sẽ có một cái câu chuyện riêng, nó sẽ có một cái đời sống riêng. Và ngay sau cái buổi hôm đấy thì bọn mình đã xin cô chụp lại cái tấm hình đó và mang về để nghiên cứu lại những cái đường nét ở trong những cái con chữ. Và bắt đầu tiến hành cái việc là xây dựng nên một cái bộ phông hoàn chỉnh. Và cụm chữ tên của bộ phim cũng được hình thành trong cái quá trình mà bọn mình xử lý và thực hiện cái bộ chữ này. Mình nghĩ là cái bộ chữ này có thể là nó không tuân theo bất cứ một cái quy luật hay là nguyên tắc, một cái quy chuẩn nào cả. Nhưng mà với bọn mình thì nó có một cái câu chuyện riêng, nó có một cái đời sống riêng rất là quý giá, giống như tất cả những cái nhân vật ở trong cái bộ phim của bọn mình vậy. Chia sẻ một chút, đấy là Đoạn Trường Vinh Hoa là một dự án phim phi lợi nhuận mà bọn mình sẽ thực hiện các buổi công chiếu miễn phí tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ vào tháng 10 và tháng 11 năm nay. Đồng thời thì cũng sẽ được chiếu trên chương trình VTV đặc biệt vào tháng 11. Mình xin kết thúc vlog này ở đây và rất mong sẽ được gặp bạn trong các buổi công chiếu phim Đoạn Trường Vinh Hoa của bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại!